Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Hoa tai vàng Smile. Hoa tai vàng Smile là sản phẩm dẫn đầu xu hướng được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Sản phẩm chế tác từ bạc 10K, nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, kiểu dáng trẻ trung, nhỏ nhắn, mang đến cho các bạn nữ sự nữ tính, thời trang và sành điệu. Hoa tai vàng Smile dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ dạo phố, thời trang công sở đến những dịp đặc biệt trong năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.